Chào các bạn, hôm nay là Mạnh Trần mời các anh em đội bóng Sông Lam đi ăn mừng 1.000 subscribe. Hay là mời anh em đội bóng và ban huấn luyện đến nhà hàng Soho ở Đà Nẵng để thức buffet 300 món. Trong thời gian qua thì nhờ sự công tác của các cầu thủ và ban huấn luyện thì Mạnh Trần đã được hơn 1.000 subscribe. Hôm nay bây giờ mời các cầu thủ và ban huấn luyện đi ăn mừng. Và qua đây cũng cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ Mạnh Trần trong thời gian qua. Ở đây nhà hàng rất nhiều món. Chào Mạnh Trần. Bạn một lần đến Đà Nẵng thì hãy ghé qua nhà hàng Soho nha. Ở Đà Nẵng nha. Hello. Các bạn thấy thức ăn hôm nay thế nào? Hôm nay anh mời Ngọc Toàn đi ăn thế nào? Mới thôi, mới ăn xin anh ơi. Này, thực đơn hôm nay thế này. Đến thế này, hôm nay anh mời Cường Chu đi ăn thế nào? Hôm nay anh Mạnh mời anh em ăn mừng 1.000 subscribe nha. Cảm ơn mọi người nha. Đi đi.
dầu mù tạt và thưởng thức